Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Sơn Trà. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Lộc, giáp ranh phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông và một số điểm đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Nại Hiên Đông. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu quận Sơn Trà tập trung kiểm soát, thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ đối với phường Nại Hiên Đông đã thiết lập vùng cách ly y tế và các phường An Hải Bắc, Mân Thái và Thọ Quang, tập trung lực lượng nhanh chóng hoàn thành xét nghiệm cho người dân tại đây để đánh giá nguy cơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu quận Sơn Trà có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa, kịp thời hỗ trợ các gia đình khó khăn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường lực lượng, đảm bảo kịp thời việc thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định.